đơn giản nhưng hiệu quả và chuẩn xác. Tập luyện cùng giàn tạ đa năng Dasami KZ84 giúp bạn sớm sở hữu cơ thể khỏe mạnh, thân hình săn chắc. Bạn có thể tập đẩy ngực, ép ngực, giúp vòng ngực trở nên vạm vỡ, săn chắc hơn. Tập kéo xô tác động vào nhóm cơ xô, đồng thời giúp phát triển cơ bắp tay trước, cơ vai và cơ lưng xô một cách toàn diện. Bắp tay khỏe, bờ vai rộng khỏe khoắn, nam tính, thu hút mọi ánh nhìn và hỗ trợ bạn trong các hoạt động hàng ngày. Cơ mông, hông cũng được vận động giúp đôi chân khỏe khoắn, cơ thể cân đối với các bài tập hiệu quả. Ngoài ra, với Dasami KZ84, bạn có thể tập được rất nhiều bài biến thể với dây cáp được trang bị trên máy cực kỳ tiện lợi. Và nhớ đừng bỏ qua bài tập bụng để sớm sở hữu cơ bụng 6 múi săn chắc, hoàn hảo. Kết cấu khung sườn bằng thép chịu lực, dòng dọc hoạt động trơn mượt, ghế đệm êm ái, bọc da PU cao cấp mang đến cho bạn cảm giác thoải mái khi tập luyện. Chỉ 30-45 phút mỗi ngày cùng Dasami KZ84 giúp bạn xây dựng cơ bắp săn chắc, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, tăng sinh lý nam giới, giải tỏa stress, ngủ ngon hơn và hạnh phúc hơn. Liên hệ ngay 1900 6753 để sở hữu ngay giàn tạ Dasami KZ84 và lên lịch tập ngay hôm nay.